Nhờ có kinh nghiệm lúc còn tại ngũ ở sư đoàn 372, nên anh Nguyễn Việt Phương đã mạnh dạn áp dụng vào công tác huấn luyện thực tiễn một cách bài bản, giúp anh em chiến sĩ nắm được nội dung, thành thục động tác đúng chương trình quy định. 15 năm gắn bó với phong trào ở địa phương, từ dân quân thường trực rồi đến phường đội trưởng, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều thành tích nổi bật. Từ năm 2009 đến nay, phường An Khê luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận Thanh Khê. Riêng bản thân anh đã 3 lần là chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2024, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Trong những năm qua thì Đảng ủy phường đánh giá rất là cao vai trò của đồng chí Phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Do vậy, hàng năm chi bộ quân sự Đảng ủy phường đều đánh giá xếp loại và bảo đồng chí Phương là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có phải nói rằng đồng chí Phương là một trong những đồng chí đảng viên trẻ, là một tấm gương sáng để cho cán bộ đảng viên, cán bộ công chức phường trong phường học tập làm theo. Nói đi đôi với làm, nói đến đâu làm đến đó, nói ít làm nhiều là phương châm của anh Phương trong thực hiện nhiệm vụ phường đội trưởng. Trong huấn luyện, ngoài việc xây dựng kế hoạch, triệu tập đúng thành phần, anh Phương thường xuyên kiểm tra đồn đốc giúp đỡ dân quân, giúp anh em an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Đối với anh em dân quân, anh Phương không chỉ là một người chỉ huy miệng nói tay làm, mà còn là một người anh luôn đi trước, động viên, học tập, công tác, anh em trong sinh hoạt, cũng như cuộc sống đời thường. Trong công tác tuần tra canh gác, anh đã tích cực làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng các kế hoạch, phương án chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước và nhân dân, được chính quyền và nhân dân địa phương tin yêu, khen ngợi. Việc đầu tiên tôi xác định thì là một đảng viên là phải gương mẫu đi đầu trong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ của mình, đối với phải nâng cao cái vai trò trách nhiệm của bản thân đối với địa phương trong xây dựng, góp phần xây dựng kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay. Với cương vị công tác của mình, phường đội trưởng Nguyễn Việt Phương luôn phát huy tốt phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, tận tụy trách nhiệm với công việc, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo và tổ chức thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là công tác huấn luyện dân quân tự vệ, tuyển quân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng công tác quốc phòng, dân sự, địa phương ngày càng phát triển bền vững.